Xin chào mọi người, Lam đang đứng kế một con Accenture 155. Con này là màu sơn 3D, đang lên full phụ kiện với các bạn luôn ha. Thì một xíu phụ kiện như là mâm nè, chống đậu trước, chống đậu sau, ếch chân sau lên phụ cho chúng ta luôn, tạo cho chúng ta một cảm giác mới mẻ, đẹp hơn và một cảm giác nó sang hơn. Thì con này cửa hàng đang bán với giá là 48 triệu, có liên hệ được lịch được bớt 2 triệu đồng, rồi còn 46. Và nếu như hôm nay các bạn có đặt lịch đến cửa hàng qua số điện thoại 0971 570 522, số điện thoại Zalo này, Kiều Lan sẽ hỗ trợ giảm thêm 1 triệu đồng chi phí xăng xe đi lại, là chỉ còn 45 triệu thôi đó mọi người ơi. Ngoài màu này ra, cửa hàng còn có rất là nhiều màu luôn. Lan dẫn mọi người đi tham quan ha. Thì một cái màu xe mà đang thịnh hành, một cái màu mà tất cả các dòng xe đều được lên gần đây nhất, đó chính là màu xám tím titan nha. Màu này có thể gọi là màu iPhone 14 á mọi người. Đó, màu này đang rất là thịnh hành ha mọi người. Màu iPhone 14 đó. Còn phía bên tay đây là cũng là màu vàng, nhưng mà cái tem tem của nó là khác hẳn con tem kia ha. Con này cũng là vàng nhưng mà khác cái đường tem thôi ha. Còn có rất là nhiều nè. Các anh chị nào đam mê SH không mọi người? Màu xanh nữa nè, đẹp lắm. Còn có màu xanh lục bảo nè, xanh lục bảo, màu đỏ nè, xanh rêu đó nè. Lâm quay nha, ví dụ trong video này là Lâm quay sơ cho các bạn coi, mà các bạn thích màu nào thì chụp màn hình lại Lâm quay video trực tiếp cho các bạn, hoặc là Lâm chụp lại cho các bạn ha. Xanh rêu nè, màu vàng nè, rồi màu đỏ phiên bản Monster, phiên bản với phần càng nhỏ ha mọi người. Đó, còn màu hồng nữa nè, rất là đẹp luôn. Rồi màu xanh ngọc bảo, phiên bản màu xanh nhám, nhưng mà con này là xanh nhám. Các bạn nhìn thì tưởng nó là màu jean nhưng không, nhưng màu jean không có màu này. Này xanh nhám nha, màu xanh, xanh dương. À, còn màu này là cái màu mà kiểu như là Lam không biết như thế nào luôn, mà cửa hàng của Lam á, Lam nếu như mà Lam ví dụ đi Lam bán 10 chiếc Accenture thì Lam bán hết 8 chiếc Accenture màu này đúng mọi người. Cam đoan mọi người luôn, chưa tính những nhân viên khác nha, ý là bản thân của Lam thôi, là Lam bán màu này rất là chạy. Chạy nha, màu này thì đây là xu hướng đó, mà Lam nhìn thì cũng đẹp, dễ phối đồ nữa, rất là sang. Nếu mà các bạn mà không thích lên cái mâm bạc á thì các bạn cũng có thể là đổi thành mâm vàng cho nó nổi đi kèm với tem á. Đó, còn ở dưới đây cũng có một vàng nữa nè. Ý, winner nè mọi người ơi. Sao mày kiểu cửa hàng còn sót lại một con winner V2 mọi người. Đó, còn có Vario nè, Vario phiên bản 2023, xịn ít cây hay là chìa khóa cửa hàng đều có luôn nha. Rồi, đây vàng cực phẩm Accenture của cửa hàng em đây nha mọi người. Vàng cực phẩm Accenture màu gì mà màu này là gọi là xanh tím đen á mọi người, xanh tím đen. Còn con màu này sẽ là màu xanh đặc chuối. Lam không biết là trong video nó như thế nào, nhưng mà ở ngoài màu này nó cũng thường dạy cái kiểu nó không có nổi lắm nha mọi người. Trong video Lam không biết là nó như thế nào, mà ở ngoài màu này không có nổi nha, nhìn nó cũng đầm lắm, mình nhìn đầm lắm. Rồi màu này cũng là màu hot giống hồi nãy, nhưng mà tem nó khác thôi ha. Màu xám tím titan đó, màu vàng nữa nè, phiên bản giới hạn nữa nè. Ngoài đây còn có rất là nhiều luôn. Thì Lam xin nhắc lại một lần nữa, khi các bạn mua Accenture 155 với mức là 48 triệu, có liên hệ đặt lịch được bớt 2 triệu và được hỗ trợ thêm 1 triệu nếu có đặt lịch qua Zalo hotline 0971 570 522, là các bạn tổng con xe mình chỉ có 45 triệu chưa bao gồm biển số giấy tờ. Nếu như đặt lịch đó thì các bạn còn được hỗ trợ thêm 1 triệu, mà 2 triệu để coi em tính cho các bạn ha. 2 triệu giảm giá xe, 1 triệu đặt lịch và hỗ trợ cho các bạn nhiều phần quà ưu đãi khác nữa. Thì còn chờ chi mà không liên hệ với Lam ngay. Xin chào mọi người nha.